Hóa ra là mày à? Hóa ra mày là con gái của cô ta à? Ăn nói mất dạy. Mày với cả con mẹ mày y hệt nhau. Đến bây giờ cô vẫn nghĩ công ty là của cô. À, trốn ạ! À! Cô làm cái tội gì thế ạ? À? Cô có lòng tự trọng của một con đàn bà không thế? Tự cho cái bản thân mình có chồng cũng biết giữ đi. Tất cả là nghiệp ông tạo ra mà thôi. Cho mình thanh toán với ạ. Cô ơi, đây là đến lượt tôi thanh toán mà. Chỉ có mấy đứa nghèo ý, chuyên đi xếp hàng lấy đâu từ thiện mới phải chờ xếp hàng thôi. Chứ tao có tiền thì tao muốn làm gì chả được. Cậu, ôi dồi ôi, tưởng ai, hóa ra là Hương lớp 10A2 à. Cậu thanh toán nhanh đi. Này, sao bảo làm vợ giám đốc sang chảnh lắm cơ mà. Sao ăn mặc kiểu gì mà như con ô xin thế. Quên mất, nghe mấy đứa lớp mình đồn là ấy, bạn mới đẻ được một con vịt rời đúng không? Bảo sao xuống sắc thế. Bao tiền? Của em thôi 1.5. Không phải trả lại đâu nhá, tôi không thích tiêu tiền lẻ. Cái số tiền thừa còn lại cứ thanh toán vào hóa đơn của cô đằng sau hộ tôi. Này, bố thí cho mày đây. Mày ở nhà bám chồng ấy chắc cũng có tiền đâu nhở. Cầm lấy cái tiền đấy mà mua đôi dép và tử tế vào. Khỏi cảm ơn. Anh định đi đâu à? Hôm nay anh không ăn cơm nhà đâu nhá. Anh quên mất hôm nay là ngày gì rồi à? Hôm nay là ngày lễ tình nhân và cũng là đầy tháng con gái mình đấy. Anh không thể ở nhà ăn cùng bữa cơm được à? Thôi chết, anh bận nhiều việc quá nên anh quên mất. Mà em thấy đấy, từ lúc em bụng mang dạ chửa đến giờ cả cái công ty anh gánh vác có thời gian đâu. Còn bây giờ anh phải đi ăn với đối tác rồi. Chắc là mình ăn với nhau hôm khác nhá. Thôi được rồi, anh đi đi. Chuyện ở nhà em tự lo được. Ơ kìa, dỗi anh đấy à? Anh hứa là anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con, được chưa? Còn bây giờ anh phải đi gặp đối tác rồi, kẻ muộn mất, nhá. Alo ạ. À vâng, chị ra cửa nhận hàng giúp em ạ. Bạn xem có phải giao nhầm không? Chứ mình không đặt cái gì trên mạng mà. Đây là quà tặng chị ạ, chị không phải thanh toán đâu, ký nhận cho em là được. Ok, thì bạn chờ mình một chút nhá, mình ra cửa luôn này. Cô cố tình mang ra đây chế giễu tôi đúng không? Không, tôi có cố tình gì đâu. Đây là quà anh Thắng tặng cho tôi thật mà. Tôi không cố tình đâu.
quyền. Ai người đâm sau lưng tôi từ bao giờ? Chẳng có ai đâm sau lưng cô cả. Anh Thắng bảo với tôi là sống với cô như ở trong địa ngục ấy. Đã đến lúc cô nên giải thoát cho anh ấy rồi đấy Hương ạ. Quyền ạ, cô có lòng tự trọng của một con đàn bà không đấy? Con gái của tôi vừa mới sinh, bây giờ cũng lãng tâm cướp chồng, cướp cha của nó như thế á? Cướp chồng? Chẳng có ai cướp chồng của cô cả. Trong tình yêu, kẻ nào được thì kẻ đó thắng. Có trách ấy, cô tự trách cái bản thân mình, có chồng mà không biết giữ đi. Còn cả đứa con gái của cô nữa đấy, cẩn thận không khéo nó lại đi theo cái xe đổ mẹo đấy. Khốn nạn, cô không có quyền, không có tư cách gì nói con gái của tôi cả. Cô đã làm cái trò gì đấy hả? Em có sao không? Em không sao anh ơi. Em đến đây tặng quà cho bé Moon thôi mà chẳng sao cậu Sa đánh đuổi em anh ạ. Hóa ra kiểu phụ nữ anh thích chứ là kiểu đàn bà hai mặt như này hả? Tôi chịu thua, không giết được như cô ta. Tôi yêu Quyền đấy thì sao nào? Tôi chán ngấy cái bộ mặt của cô rồi. Chuyện này tôi cũng nói luôn, tôi và cô ly hôn đi. Còn Quyền, tôi sẽ cưới cô ấy vì cô ấy đang mang trong mình đứa con trai của tôi mà. Được thôi, loại đàn ông như anh ấy thì tôi đây cũng chả cần. Bây giờ hai người trả lại căn nhà, trả lại công ty cho tôi đi, sau đó cút. Đến bây giờ cô vẫn nghĩ công ty là của cô, NCT là của tôi. Cô hiểu chưa? Tôi lúc nào mù mới lấy anh đấy. Tôi sẽ để lại căn nhà này cho cô và con. Như thế đã là quá tốt đối với hai mẹ con cô rồi. Mình đi thôi. Phải lôi bằng được nó về đây cho tôi. Dạ, cậu chủ đã lên máy bay sáng sớm rồi ạ. Con bị chật cãi. Khốn nạn! Này, ông đã tìm được con chưa? Dạ, bà nhắc được đến nó đấy ạ. Nếu không phải vì bà nuông chiều nó ấy, thì bà không ra cái nông nỗi này. Thì sắp phá sản rồi, cũng là vì cái thằng con quý tử của bà đấy. Ông nói kiểu gì đấy? Con tôi không phải là con ông à? Mà tại sao lúc nào ông cứ đổ hết lỗi đầu tôi ấy nhở? Bây giờ không phải lúc để cãi nhau. Bà nhanh tìm cách cứu công ty này, chứ không rắc díu nhau ra được cả lũ rồi đấy. Xin chào. Ông là chủ tịch tập đoàn NCT đúng chứ? Cô là ai? Có phải công ty ông đang đợi vốn đầu tư từ tập đoàn iPlus? Thế có nghĩa là cô đến đây để đầu tư vào công ty của chúng tôi đúng không? Cô là... Tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn iPlus. Và ngày hôm nay, tôi đến đây để thu hồi công ty này. Con trai của các người đã bán công ty cho chúng tôi. Không thể nào như thế được. Đây là tất cả tài liệu, giấy tờ chứng minh làm việc. Còn đây là con. Mình ơi là mình. Thằng khốn nạn. Bố mới trả con, trả được cái tích sự gì cả. Chính xác thì đây là quả báo mà các người gây nên đấy. Cô nói thế là có ý gì? Nhìn tôi mà hai người không nhận ra à?
20 năm trước, ai là người lấy tất cả của mẹ tôi? Ai là người nhân tình vào ngày sinh đầy tháng của con mình? Ai? Ông Thắng, chắc là ông quên mất mình có một đứa con gái rồi đúng không? Hóa ra là mày à? Hóa ra mày chính là con gái của con đàn bà thối thây đấy à? Bảo sao? Ăn nói mất dạy, tao nhìn mày với cả con mẹ mày ý, y hệt như nhau. Bà im đi! Tôi cấm bà nói thế về mẹ tôi. Bà không đủ tư cách. Hôm nay có lẽ là ông đã biết được cảm giác bị người thân đâm sau lưng là như thế nào rồi. Con trai của hai người không có tội gì đâu. Tất cả là nghiệp công tạo ra mà thôi.